Chào anh. Khỏe nhá. Ra lại về nhà ăn trợ cấp thất nghiệp. Em đây còn thất nghiệp lâu hơn anh rồi thấy không? Trời ơi. Chờ tháng anh chờ tháng 3 cũ mà chưa có thấy đâu hết. Trời, mấy năm nay mà chưa lãnh để gom lãnh cục xây nhà luôn. Thất nghiệp mà cứ gọi là ăn chơi dài dài ấy. Cái quan trọng cái này là mình thất nghiệp nhưng không phải trả tiền thuê nhà hoặc là trả tiền thuế nhà ông ạ. Đúng không? Thì cái đó là đúng rồi. Những cái thằng bạn kia nó thất nghiệp ấy là nó mấy tháng rồi nó ra nhà nó đứng đường ấy, còn anh em mình thất nghiệp ở từ giờ mấy làm sáng năm ta đi làm. Bởi vậy anh em mình thất nghiệp á là vẫn cười hô hố, nhưng mà mấy cái thằng kia mà thất nghiệp một cái thì có khi nó tự tử luôn, không có hôm lát thì tự tử. Một số nước Nhật Bản là tự tử luôn, không vậy đó. Đúng luôn, là ở bên Mỹ đưa tin đấy, bảo là cái nhà nào mà không có tiền đóng tiền nhà, bà mẹ điên quá bắn chết hai đứa con đang là định tự tử ấy, cũng không có tiền để đóng tiền nhà đấy thôi, thuế nhà đấy thôi. Thì đó, những cái thực tế đó là tụi nó đâu có chịu nhìn nhận, nó không có chịu đó, mà một số cái thành phần dân chủ cùi ở trong nước đó là cái độ ngu nó còn ngu ác nữa, anh biết không? Giờ đóng thuế thì đóng nhá. Chào tất cả các anh em đã quên cứ lên hóng hớt trời, cái tội là tội gọi là gì nhỉ, cầm đèn chạy trước ô tô tay đi trước não. Để có sao đâu, là anh em nói chuyện vui thôi, mọi người cũng đâu có chấp mấy chuyện đó đâu, là như vậy. Thì thuế thì không có chịu đóng, mà cái an sinh xã hội cứ đòi bằng với người ta thì lấy đâu ra. Mấy ông trẻ thì chỉ muốn hưởng không, không có muốn làm, rồi cứ đòi hỏi không biết, chỉ biết đòi hỏi thôi, còn không có biết là cống hiến. Vậy thì có xã hội nào mà tồn tại được những cái thành phần như vậy? Còn cái đám bên kia nó khổ chết mẹ đi, nó cay thấy mẹ luôn, nó không có khổ, nó không có cay thì việc gì nó chửi bới đảng nhà nước bốn mấy năm nay, trong khi nó đang ở một cái xã hội tự do, ở một cái xã hội phát triển, ở một cái xã hội văn minh, mà cái lý gì mà nó đi chửi bới đảng nhà nước, đúng không? Nó chỉ một cái lý do duy nhất, cuộc sống ở bên đó nó cực kỳ khó khăn và nó thèm khát cái cuộc sống ở Việt Nam, nó thèm khát cái cuộc sống mà tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, thèm khát cái tình cảm cũng như là cái đời sống an nhàn hạnh phúc ở Việt Nam. Nổ súng đùng đùng nó cũng lo lắm chứ bộ, nó đi học cũng chết, mà đi về lên xe điện ngầm về nhà cũng chết, đi chợ cũng chết. Rồi sống như vậy đó, cái thần kinh nó cực kỳ ức chế. Và sống ở cái xứ người ra, nhìn ra đường gặp thằng trắng thì cũng phải cúi thấp đầu lại, cái ngửa mặt lên, nó lại tưởng kênh, nó lại vả cho mấy bạt tai. Chứ cuộc sống nó đâu có sung sướng, chính vì nó khổ như vậy cho nên nó mới kích động người dân ở trong nước. Nó muốn không cho người dân ở trong nước có cái cuộc sống yên bình hạnh phúc, nó muốn làm cho người dân cũng phải chịu những cái cảnh khổ đau như tụi nó. Nhưng mà một số cái thành phần dân chủ của ngu ngốc, một thành phần lười làm này kia lại đi theo tụi nó, tiếp tay cho tụi nó phá hoại cái xã hội yên bình của chúng ta, thế mới đau. Từ cái chỗ đó thì anh em mình mới chửi tụi nó, chứ còn không anh em mình hơi đâu chửi tụi nó làm gì. Tụi nó lên nó mở live ra, nó ca hát, nó nói chuyện tâm sự cuộc sống thực tế ở bên đó thì anh em mình ủng hộ nó chứ, thương nó tụi nó còn không hết nữa chứ, đúng không anh? Dạ, nhưng mà dạo này là nó có sắp, bọn nó là nó ở bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ thì 47 năm rồi, là nó là cái thành phần gọi là không được xác nhận đó. Tới đây là cũng mừng cho nó là chính phủ Việt Nam với chính phủ Mỹ là đang gọi là đưa nó cái bọn gọi là Ba Sọc ngày xưa ấy, thành gọi là dân tộc thiểu số của Mỹ rồi đấy. Chúc mừng anh em có tí chính danh. Không, cái việc này là anh Cường là đề nghị lâu rồi đó, và cái đợt vừa rồi mới đề nghị đó là lần đề nghị tiếp theo rồi, chứ không phải là chúng ta không đề nghị đâu. Chúng ta, đảng nhà nước đều quan tâm tới cái bộ phận kiều bào ở nước ngoài đó và đề nghị rất nhiều lần rồi, nhưng mà Mỹ nó không có chịu. Nhưng mà hy vọng là đợt tới này, sắp tới đây thì công nhận là một cái dân tộc thiểu số của Mỹ chứ cũng thực sự là vô thừa nhận. Trước giờ anh em mình vẫn gọi là người Mỹ gốc Việt, nhưng mà thực tế đâu phải người Mỹ đâu có công nhận đâu. Không biết là cái hình thức bên Mỹ người ta coi những cái người sống vật vờ như vậy là cái gì, nhưng mà nói tóm lại là không có công nhận là dân tộc thiểu số. Nhưng mà bên cạnh đó bên Nga thì ít hơn nhiều, nhưng mà người ta công nhận là một cái dân tộc thiểu số của ở bên Nga nha, là người gốc Việt mình á. Ở bên Séc, tôi nhớ là đất nước Séc người ta cũng công nhận là người Việt là dân tộc thiểu số nữa. Dạ, thì đó là cái quyền lợi, cái đất nước đó người ta quan tâm tới cái nhân quyền. Chứ còn thực sự nếu mà cứ cho anh sống trên đất nước nhưng mà không coi anh là cái gì hết thì tất cả mọi cái quyền lợi đối với một người công dân ở trong một cái quốc gia nó khác với những cái người vật vờ. Giống như là em không biết là cái hình thức tồn tại đó bên đó là 40 mấy năm nay mà là cái hình thức gì luôn em cũng không rõ lắm. Quyền lợi mới là một, nhưng mà thứ hai là nó là cái sự cái gọi là công nhận của người, của cái dân tộc ấy, của cái đất nước ấy, hiểu không? Công nhận về cái nó không có cái sự phân biệt gọi là thành phần dân cư, nó bớt cái sự gọi là phân biệt về thành phần dân cư đi, hả? Như đất nước mình đấy, ví dụ thống kê hết con 54 dân tộc, anh em chúng ta cũng lo lúc nào cũng nói là con 54 dân tộc, từ gọi là người miền dưới đến người miền ngược là chung một dân tộc. Thế bên kia Mỹ thì nó có công nhận người Việt là một dân tộc của Mỹ đâu, người Việt gốc que nó có phải là một thành phần dân tộc đâu, nó chỉ gọi là người gọi là nhập cư, hả? Nó khác với việc là một thành phần của dân tộc ấy, nó lại khác, mà người nhập cư nó lại khác, đúng không? Em ơi, xin chào mọi người. Em cho em có ý kiến như vậy này. Chào anh biết cái tụi đó nó có cái mục tiêu của nó chứ, để nó quấy nó phá cái tụi những người hải ngoại chân chính á, để người ta bị liên lụy. Mà anh hiểu không? Cũng nhiều lúc mình biết được á là cái người nào chính chính, người nào là quậy phá thì mình phải biết cái con đường đó để mình bẻ, để bà con ở bên đó bà con không có bị liên lụy được, chẳng hạn như trong nước hoặc là mấy người Việt kiều hải ngoại cũng vậy nữa. Đó là những cái thành phần quấy rối hai bên cho nó giống như ngồi dựa để quậy cho nó tan nát cái xã hội á. Đó, chứ không phải nó đơn giản mẹ anh em mình nghĩ đâu, nó ghê lắm. Mừng khôn phết này, mừng luôn giỏi phết rồi. Ủng hộ ý kiến của ông Mừng giỏi phết. Vậy mà đó cả chân anh em mình phải kiếm cái đường đi để coi mình bè những cái que nhòn đó, nó chọc bên này nó chọc bên kia là mình chết hết, chết cả đám hết luôn á. Chẳng hạn như công an việc làm của mình vậy á, nó thấy cái gì làm được bắt đầu nó thọc vô, nó chọc để cho chọc gậy bề gậy bình xe vậy đó. Tụi nó tôi kiểu Dũng mình nói là cái con cháu của nhà phát xít đó, nó muốn quỳ cho xã hội tan nát, chẳng phải nó đơn giản đâu. Nhưng mà có hai cái hình ảnh nó đối lập không? Những học sinh sinh viên người Việt ở bên Mỹ gặp thủ tướng thì chụp hình check in này kia thì đồ rất là vui mừng hớn hở kia, còn đối ngược với bên kia lèo tèo vài em vác cờ vàng ra rồi biểu tề dương biểu ngữ rồi các kiểu không? Mà trong khi thì đó, cái đoàn của thủ tướng Phạm Minh Chính thì được tổng thống Mỹ tiếp đón ăn uống cũng phê, trong còn đám bật vờ cứ ngoài đường la ó gào thét ra ngoài thì không biết xong chi. Mà ở Mỹ hơn 2 triệu người mình đèo tèo vài 30 người mà nó không có nhìn nhận rõ cái vấn đề đó, nó không biết quay đầu. Những thành phần này chết vẫn còn ôm hận, là như vậy. Mấy bác á, ở bên mình đi qua bên đó thì mấy bác cũng bỏ đầu óc ra để bỏ cái chân tình ra để đi níu kéo những cái người dân của mình ở bên đó để người ta xích lại gần, để chính quyền ở bên đó không có coi thường người dân mình nữa. Nhưng mấy cái thành phần đó nó rất khốn nạn. Em nói mình đang lên đây để nói cho những người vô tình, những người hải ngoại người ta chứng chỉnh á, thì người ta phải nhìn rõ những cái công việc tụi nó đang làm hiện nay. Tôi là chỉ có thắc mắc một điều, ví dụ bọn nó chống hay nó phá hay nó quậy thế nào, thực ra là theo cái suy nghĩ của tôi ấy, là nó không có giá trị gì. Nhưng mà lên mạng mà thi thoảng là nó cứ lấy lãnh tụ Hồ Chí Minh với này Bác Giáp ra, nó bôi nhọ đấy là mình cay đấy, còn những cái việc khác mà nó làm chả có ý nghĩa gì, cái chả gì nữa, đúng không? Anh biết mà nó môi móc những bạc ra là anh biết cái lý do gì không? Tại nó truyền cái lý thuyết, cái kiến thức của nó kém quá rồi, bắt đầu nó mới moi móc cái những người quá cố ra để nó kiếm chuyện để mình tức lên, hiểu không? Mình hiểu á, anh đang tìm em xin mến chào tất cả mấy lúc dạ, em nó nói kiểu đó anh em mình không nói chuyện về những thành phần đó, còn những thành phần nào nó có kiến thức thì anh em mình cố gắng để xây dựng cho hoàn thiện hơn. Dạ em xin mến chào tất cả mấy anh chị nha. Rồi, dạ, để em nói cho mấy anh nghe. Hiện tại bây giờ em đang ở nước Mỹ. Dạ. Em biết tụi nó rất là xạo lắm mấy anh chị. Thường là cái ngân sách của nhà nước Mỹ á, là nó thường thì nó chỉ lo cho mấy cái người giàu thôi, nhưng là nó giảm thế cho mấy cái người giàu, còn mấy người mà làm dân bình thường anh từ 30.000 đến 70.000 mất đóng thế gần chết luôn, còn mấy đứa kia thì nó được giảm thế. Người nhà của em ở cả Đồng Đến, em biết hết. Sao em biết anh? Giống như là mình làm trong hồi đó là mình làm trong cái hải quan của Mỹ các bạn. Có cái gì người giàu họ được giảm thế, họ được ưu tiên nhiều cái lắm. Là bạn biết năm nay ở bên nước Mỹ á, cái người dân của Mỹ mà lương từ 30.000 đến 50.000 rất là sống rất là khó khăn. Tại vì cái gì cũng như là lên giá, giặt giá, lên giá, xăng nó đắt quá rồi luôn. Thì bạn phải đóng tiền thuế nhà nó cao là cắt cổ. Tiền thuế nhà là mỗi năm á. Bởi vậy mình đừng có lên diễn đàn có mấy đám chó nó xạo không à, nó không cho mình nói. Tụi nó rất là khốn nạn lắm. Em khoan coi, cho em này nè. Tôi thấy đi có gì gọi ông Mừng để nó thử ai mà bò thì cũng xúc ra mà đi níu kéo để ba con hải ngoại để cho nó xích lại gần nhau để cho có một tiếng nói ở bên xã hội được sở tài đâu. Thì chính phủ của mình như vậy là mình quá tuyệt vời rồi, mình phải ủng hộ cho người ta nữa chứ. Ở đằng này nó cứ phá rối. Đúng rồi, nhất thằng nguy hiểm nhất là cái thằng đen nhậu, thằng Tùng Lê á, giờ nó dụ cho anh em giờ mình lên đúng không? Xong rồi nó mới mướn mấy thằng kia, nó dùng thằng Thi á, nó chọc cho nó sủa, mấy kia nó sủa nó chạy ác vậy đó. Tụi nó là cái chiêu là cái chiêu tội rất là khốn nạn. Nó có bài của nó, tức là nó có cái sự gọi là tương tác trước của nó rồi. Dạ. Đúng lúc nào vậy giờ nó mời giờ nó mời anh em mình lên, nó tấn công, nó không cho mình nói. Theo cách của ai nhìn thì em không biết, nhưng theo cách ăn nói của thằng Tông Lê á, thì đối với em á, cái con đường đó đi như thế nào thì em dư sức em biết, em nói thằng mày ăn như vậy chứ không phải là đơn giản đâu. Nó là cái dạng nó ru ngụ này, nó lôi kéo để ru ngụ để dìu đi, những cái đầu của nó xưa rồi gặp. Gặp em là mấy thanh phân động lại em rồi em chơi thắng. Vậy nói anh em nghe nè, cái vấn đề á, những cái thành phần ví dụ Đen Nhồ, Tùng Lê, Tân Thái hay là Ban Chột đó, là thì tụi nó không là cái gì, không làm được cái gì, nhưng mà có một cái điều chúng nó làm được, đó là nó kích động, nó lôi kéo được những cái thành phần siêng năng lười làm ở trong Việt Nam, nó chống phá đất nước. Mà cái số đó cũng ít thôi anh ơi, tại vì đại số người dân mình nó cũng giàu quá thì giàu ít. Yêu Hiền hiểu cái vấn đề như thế này nè, hiểu cái vấn đề nè. Ở đây á, là chúng ta không có phải là sợ tụi nó, nhưng mà chúng ta phải chống với tụi nó là ở cái chỗ nó lôi kéo những người dân ở trong nước vi phạm pháp luật. Đó là cái điều mà chúng ta không muốn như vậy, và kéo theo những cái hệ lụy nó không chỉ những là cái thành phần đó vi phạm pháp luật. Tức là thời gian vừa rồi á, là xử 12 người ở trong cái tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời á. Thì kéo theo gia đình, con cái và những cái thế hệ sau của những cái cá nhân đó nữa. Đó là cái nguy hại về sau và cái nguy hại lâu dài, chứ không phải là 1-2 ngày. Tức là nó chỉ kéo được 5-10 người hoặc mà vài ba chục người, nó là muối bỏ biển, nó không thể nào lật đổ cái chế độ này được, nó không có thể nào mà làm bất cứ cái chuyện gì. Nhưng mà nó cái hệ lụy xã hội kéo theo cái gia đình của người ta như vậy tan nát hết, rồi cuối cùng là con cái không được học hành, không được chăm sóc, rồi hư hỏng thì ke hút chích các kiểu, thì lại tạo ra những cái tế bào xấu ở trong cái xã hội chúng ta. Cho nên là chúng ta phải đấu tranh ngăn chặn, không cho tụi nó lôi kéo dụ dỗ để thức tỉnh những cái người dân thiếu hiểu biết, là nghe theo tụi nó chỉ có con đường đi tù mà thôi. Để cho họ cảnh giác, họ tỉnh táo ra. Xin mời anh Cường. Ngoài cái việc mà đã huệ lụy như các ông ấy nói ấy, thì đáng nhẽ bọn nó không vi phạm pháp luật ấy, thì nhà nước sẽ không mất công, không mất thời gian, không mất kinh phí để giải quyết những cái việc của chúng nó như thế, để tập trung vào là thực hiện các cái công việc liên quan đến xây dựng và phát triển đất nước. Tự dưng này phải mất một phiên tòa xử chúng nó, tự dưng công an này phải điều tra chúng nó, lại phải gọi người này người kia nên làm nhân chứng, đúng không? Tự dưng này mất thêm thời gian của đất nước như thế. Đáng nghĩa thời gian đấy là tiền là bạc để đi làm việc khác, nó ra tiền ra bạc, thì bọn nó này sinh ra cái trò gọi là chống phá. Mà pháp luật đất nước mình là còn nương tay ấy. Nếu mà vào tôi cầm quyền ấy, tôi bắt nhốt từ sớm cho vào chạy cải tạo, giống như nghiện ấy. Yeah. Bắt đầu nghiện cho mẹ vào chạy buồn đéo. Em nói cho mấy anh nghe, cha em nói. Dạ em nói cho mấy anh nghe, cha em nói hồi xưa là có một triệu quân mà chạy thấy bà luôn. Còn bây giờ tôi nói đâu có mẹ đâu mà đánh, nó xạo chó, phải không? Hồi xưa là 1 triệu quân có xe tăng có bye bye, mà năm 30 tháng 4 mà chạy gần chết luôn. Thằng nào đạp nhau là chạy. Thì ý anh em lên đây là sợ những ba con mà bị nhà già đó, nhà già vì cái nhận thức của cái con người mà nó chưa kịp thì bắt đầu cứ nghe nó ru ngủ. Đâm ra là người ta bị oan mạng. Đó là đâm ra mình cứ sợ những người bị oan thôi. Cũng có cái là trong xã hội ấy, có một số những người ấy, người ta tức là cái trình độ hiểu biết với trình độ giao tiếp xã hội người ta bị hạn chế. Khi mà ra xã hội ấy, gặp cái trường hợp gì bất chắc là một là ở ngoài xã hội, hai là nên cơ quan gọi là chính quyền, mà gặp cái gì nó bất chắc cái là sinh ra tự mãn phát là bọn kia nó khích là nó lên thôi. Giả sử những người mà nó hiểu biết như anh em mình chẳng hạn, ra chính quyền địa phương hay chính quyền huyện tỉnh, mình biết pháp luật hay là mình hiểu biết một chút pháp luật thì mình biết là đề đạt cái này ở đâu, đề đạt như thế nào, rồi chính quyền người ta cũng phải giải quyết cho mình. Nhưng nhiều người mới gọi là gì nhỉ, đi đến giữa đường mà thấy gọi là có cái vật khó khăn tí là bắt đầu sinh ra bất mãn, chán nản, thế là bọn kia nó kích động luôn. Dạ, chính xác đúng. Mà anh mà em thấy ở Việt Nam mình là tụi nó không dám nhìn nhận cái sự thật. Giống như là anh biết hỏi là em quê ở dưới miền Tây, là quê ở tỉnh Bến Tre. Mấy anh chị biết hồi xưa đất đó là nói chung là chó ăn đá gà ăn muối, không ai thèm mua đó. Mà bây giờ mấy anh không vô là phỏng tay luôn, mua không nổi luôn á. Mà đó bây giờ thấy mà vùng của ông là chuyên gặp mặn. Nó giáp biển mà ai thì em biết, mà em đi á, em cào nói thằng em tài xế mà em đi các tỉnh rất nhiều. Thứ 6 tới đây em về, em đi, em đang ở Huế này mà em về là em đi thằng Cần Thơ 2 ngày nữa. Nó nhông tình nào em cũng bị giật kẹt, em cũng đi hết. Mà em khảo sát người dân á, thì thậm chí là người ta hiểu được đa phần 90%, 99% là người ta dưới sức, người ta hiểu là cái xã hội của mình và cái chiến tranh của mình nó trải qua bao nhiêu năm á, người ta biết hết. Hiểu không? Còn những cái thành phần mà nó không làm việc, ăn không ngồi rồi thì ta đá vào những thành phần đó, nó nấp lầm không à, nó không có ra mặt. Mà nếu mà ra mặt được thì bà con cũng đè đầu nó đập hết rồi, chứ nó không có giờ bà con đâu cũng ngu đâu mà sợ tụi nó. Dạ. Vậy em xin chúc mấy anh chị một buổi trưa vui vẻ. Bây giờ em về em ngủ vài tiếng nữa giờ em đi làm. Rồi, cố gắng công việc. Dạ, 1 tháng nữa em về Việt Nam gì mời anh em mình gặp. 1 tháng nữa em về Việt Nam. Anh cứ về Việt Nam đó luôn là em cưới vợ. Em ở tỉnh Phú Thọ đó anh. Dạ, bây giờ này em nói anh này, chưa anh về Việt Nam á, thì anh em thì không quan trọng là gặp anh hay không đâu, mà quan trọng nhất là anh dành một chút thời gian để anh đi tỉnh này tỉnh kia đó. Dạ. Anh tham khảo thì rồi anh mới biết được. Còn có thử tụi em nói lão hay nói xào á, là anh tham khảo anh sẽ. Dạ em biết mà. Nói chung dạ em cũng nhỏ hơn cái anh là người Quế, năm nay dạ em cũng 37 tuổi, chắc em nhỏ tuổi hơn anh. Dạ em 80, em 42 rồi anh. Dạ em kêu anh bạn là phải rồi. Dạ. Anh em bình thường thôi, có gì đâu. Dạ ý mẹ em là cũng là người Quế, mà ba em thì người Bắc, mà người miền Tây. Mẹ em là ở gần Thiên Mụ anh. Dạ. Em hiểu, chút siêu em đi lên Huế này. Dạ, siêu em đi lên Huế xong bây giờ xong em đi lên mà em có thêm bài ăn cơm rớt xuống hả? Bị rớt hả? Đi ra ngoài sân thế là nó rớt. Ra ngoài sân ngồi để cho nó gì nhỉ, đỡ ồn. Ở trong nhà ông bà đang xem tivi. Mà đang ngồi phòng khách xem tivi, mình cứ ba la bút khác ra đâu mà mỏng cho. Nãy anh nói tới cái vụ mà pháp luật chúng ta nhẹ tay á, thì ở đây là nó, anh biết không, thể hiện ra cái tính nhân đạo của đảng, nhà nước, của pháp luật Việt Nam. Trong khi cái nhân đạo đó, cái đám dân chủ của nó không có biết, cái đám sọc á nó lại phớt lờ qua, thấy không? Mà nó lại muốn lên án cái vấn đề gì, nó muốn thể hiện cái vấn đề gì. Cái tính mà xử lý nhẹ nhàng như vậy á, là mang tính nhất nhân đạo, mang tính giáo dục. Một người khi đã sa cơ lầm lỡ, sau khi hoàn thành cái mãn hạn cái án đó, thì nhà nước tạo mọi cái điều kiện cho họ hòa nhập vào cộng đồng, tạo mọi cái điều kiện cho người khác làm lại cuộc đời. Đấy, bây giờ mà ở ngoài á, thì có rất là nhiều mạnh thường quân á, thì giúp đỡ, cung cấp vốn cũng như là tạo công ăn việc làm cho những cái người sa cơ lỡ bước đó. Hoàn toàn là cái tính cực kỳ nhân văn, nhân đạo sâu sắc như vậy. Mà ở một cái xã hội tư bản Mỹ, nếu mà đi tù ra thì chả công ty nào nhận nữa, không có công ty nhận. Đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với thất nghiệp không có tiền, thì homeless. Đó là cái con đường cuối cùng. Một cái xã hội nó đẩy một con người vào cái bước đường cùng, một là chấp hành, còn anh mà vi phạm thì cuộc đời của anh chỉ có chết. Một xã hội như vậy thì nó đang cổ suý cho người dân đi theo, người dân Việt Nam đi theo, nghe theo chúng. Còn cái xã hội nhân văn, mặc dù lầm lỗi vẫn tạo cơ hội, vẫn tạo mọi điều kiện để cho làm lại cuộc đời, thì nó lại chê bai. Em nói là hoàn toàn là những cái lý luận ngược của tụi nó. Chê bai ngược. Còn cái này nữa này, anh chia sẻ thêm cái này, ví dụ mà những người bị tù nhân đi, tù nhân hiện tại bây giờ nhà nước mình cũng hồi họp thì lên cho ca hát, cho anh em nó hòa đồng là nhau, để đến lúc nó về đời thì nó vẫn hòa nhập được cái cuộc sống ở ngoài đời. Thì cái đó cũng tốt chứ không phải tốt. Còn cái lầm lỗi trong cái cuộc sống nhiều lúc trên đường đời của người ta chưa trải qua thì người ta chưa có hiểu được. Cái đó thì bây giờ nhà nước có cái tính nhân văn kiểu đó thì mình tuyệt vời, mình ủng hộ. Đó, cái xã hội phải giảm nó bớt cái tệ nạn xã hội là mình vui. Ở các cái nước tư bản ấy, là tất cả người dân hay là các ông chủ, người ta đều là đề cao cái quyền cá nhân của người ta. Tức là người ta làm nhất mà là người ta có lợi cho người ta nhất thì người ta làm. Cho nên là các cái ông chủ ở bên đất nước tư bản ấy, người ta sẽ không bao giờ có cái tình cảm hay là có cái tư tưởng hay văn hóa hay cái đạo đức gì mà muốn sử dụng những người lao động mà đã có cái vết đen đi qua gọi là trại giam, là nó không muốn sử dụng. Dẫn đến nó không muốn sử dụng là ông thất nghiệp, ông ra đường ông đứng ăn xin thôi. Thế còn ở Việt Nam mình là kể cả ông đi tù hình trước, ông mãn hạn về rồi, tôi welcome hết, ông cứ làm việc ra sản phẩm cho tôi, chấp hành gọi là nội quy chính sách của gọi là doanh nghiệp hay của nhà nước, gọi là pháp luật ấy, là ông được welcome vào đây, ông làm việc, ông cứ ra sản phẩm là ông có tiền, đúng không? Nó còn được như thế. Còn đi kia đi, bọn ông chủ ở bên nước tư bản ấy, nó bảo thằng này nó có vết đen rồi, không nên thuê nó rồi sau này có cái vấn đề gì là ảnh hưởng công ty. Nó rất sợ trách nhiệm, nó sợ nó ảnh hưởng cái quyền lợi của nó, đúng không? Chứ nó không có cái tính chất gọi là bao bọc hay bao đồng hay đoàn kết như kiểu các ông chủ ở Việt Nam mình, hoặc là trên cái gọi là văn hóa sống cái nhân văn. Thì nhân văn của Việt Nam mình là người ta còn nói là cứu một mạng người là bằng xây 7 tháp tòa đồ gì đó, thì mình nói là cái nhân văn đó thì phương Tây chưa bao giờ học kịp. Em nói thẳng á, cái nhân văn của mình phương Tây cũng bao giờ nó học kịp. Thằng ơi, anh em lên chia sẻ chút xíu thôi nghe. Còn em đi xếp đồ, em chuẩn bị lên đường cái. Rồi, chỉ thấy ông mừng, chúc mừng ông mừng nhá.